truy bắt nhanh đối tượng trộm cắp tài sản ở cửa hàng điện thoại di động lúc rạng sáng. Sáng ngày 6 tháng 5 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Huy, sinh năm 1986, cư trú khóm Thị Hai, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 5 giờ 45 phút ngày 4 tháng 5 năm 2023, Công an huyện Chợ Mới nhận được tin báo từ ông Nguyễn Hoàng Anh Kiệt, sinh năm 1986, cư trú huyện Chợ Mới về việc cửa hàng điện thoại di động Anh Kiệt của ông tọa lạc tại thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang bị trộm đột nhập lấy cắp nhiều tài sản như điện thoại di động, máy tính bảng, laptop và nhiều loại phụ kiện điện thoại khác trị giá khoảng 100 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Chợ Mới đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự Công an huyện phối hợp Công an thị trấn Mỹ Luông tiến hành xuống ngay hiện trường để xác minh, truy tìm đối tượng thực hiện vụ trộm. Qua sàng lọc các đối tượng nghi vấn và bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an huyện Chợ Mới xác định Trần Văn Huy là Hán là đối tượng nghi vấn nhất đã thực hiện vụ trộm trên. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, lực lượng Công an huyện Chợ Mới đã phát hiện, bắt giữ được Huy khi y đang lẩn trốn tại nhà một người quen tại xã Kiến An, huyện Chợ Mới. Đồng thời, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật gồm 1 MacBook, 1 laptop, 4 iPad, 4 máy tính bảng, 7 điện thoại di động, 1 đồng hồ Apple Watch và nhiều phụ kiện điện thoại. Được biết, Trần Văn Huy là đối tượng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mới ra tù lại tiếp tục đi ăn trộm. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Chợ Mới tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.